Anh thanh toán cho em đi. À, của em hết 100. Nè, em gửi anh 200. 200 là thôi là 100. Đây. Ủa anh, em có tiền lẻ nè. Vậy mà không đưa sớm. Nè. Qua em. Ủa, mà anh thấy nó sai sai gì á? Em cũng thấy nó kỳ kỳ. Chứ hồi nãy em đưa anh á, tổng cộng bao nhiêu? 300. Tiền dán xe của em là 100. Ờ. Mà anh mới thối cho em có 100. Vậy còn 100 nữa. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đúng rồi. Đó. Mấy tiền em mốt kỹ kỹ lại nha. Chỗ khác người ta không có trả đâu. Ở đây tụi anh trả lại á. Mấy tiền em mốt kỹ kỹ lại nha. Chỗ khác người ta không có trả đâu. Ở đây tụi anh trả lại á. Oh my god. Wow. Tiền xe 100, đưa 200, mình hỏi là 100, xong rồi đưa lại mình 100. Thì mình hỏi là 100, xong mình có tiền lẻ đưa lại cho mình 100, mình đưa 200 là đúng nữa. Rồi, mình hỏi là 100. Thôi nhưng mà bà đưa tổng cộng mình có 300 rồi, phải đưa thêm 100 nữa mới đủ. Để chị tính cho em. Tính gì chị? Chị tính là cuối tháng này em bị trừ 200. Ai ơi, chị em thấy chấm. Trời ơi, khách hàng hôm nay em tiếp rơm rã xong rã quá trời. Ai cũng thích hết. Lý do là em gặp gái em tính tiền lum la. Rốt cuộc là ông bị mất 200 rồi. Rồi ông còn dán xe miễn phí cho gái nữa. Ủa trời ơi, chị nói sao chứ đó, em học tiểu học, học toán giỏi lắm á. Giỏi chưa? Giỏi dữ chưa?